Chào đón quý vị quay trở lại với Let's Style nào cùng phong cách, và chúng ta tiếp tục bàn luận về vấn đề mí mắt và các cách phẫu thuật về mí mắt trong chương trình ngày hôm nay cùng với hai khách mời của chúng tôi. Xin trân trọng giới thiệu bác sĩ thạc sĩ Hải Lê cùng với giám đốc sáng tạo Tuấn Hiếu Anh. Và lần đầu tiên thì chắc là bác sĩ Hải Lê sẽ gửi lời chào đến các khán giả đang theo dõi chương trình ạ. Xin chào tất cả khán giả của chương trình. Ngay lúc này thì tôi muốn đặt một câu hỏi mà khán giả gửi về, đó là cái điều mà khác biệt giữa cái cấu tạo của mắt một mí và mắt hai mí nó như thế nào? Mắt hai mí và mắt một mí thì khác nhau về cái cấu trúc giải phẫu. Mắt hai mí thì có cái nhánh phụ của cơ nâng mi, nó đi ra và bám vào da của mi và làm cho khi chúng ta mở mắt thì co rút lên tạo thành hai mí. Còn mắt một mí thì không có cái nhánh như thế, chính vì thế khi chúng ta mở mắt ra thì mắt vẫn một mí. Thì tôi nói bằng mắt thường nhìn thấy đúng không ạ? Mắt chúng mình nhìn thấy mà ai mà có hai cái đường ở trên mắt thì ok, mắt hai mí. Còn nếu mà mắt cứ thẳng mà không thấy mí đâu thì gọi là mắt một mí. Đấy, hiểu đơn giản. Trong thời trang và đúng, cũng như là người châu Á thì mắt một mí rất là được ưa chuộng đúng không ạ? Thời trang luôn luôn thay đổi. Có những lúc mắt một mí đối với tôi rất là đẹp. Còn có nhiều người thì lại chọn cho mình là mắt hai mí mới là đẹp. Đúng rồi, tôi thấy là người châu Á thì tại vì thường thì mắt một mí, chính vì thế thì họ lại mong muốn cái gì mà họ không có, đấy là mắt hai mí. Vậy thì đối với quan điểm của anh thì mắt hai mí có phải là chuẩn mực của vẻ đẹp không ạ? Mắt một mí hay mắt hai mí đẹp hay là xấu thì tùy theo quan điểm. Tuy nhiên thì đối với mắt hai mí thì thường làm cho mắt đôi mắt của mình nó to hơn và đồng thời là tươi trẻ hơn. Tuy nhiên có những người cũng hợp với mắt một mí, nhưng mà phần lớn thì mắt hai mí nó làm cho khuôn mặt mình rạng ngời hơn, tươi trẻ hơn, mắt to hơn, trông có thần thái sức sống hơn đúng không ạ? Làm thế nào để có thể có được đôi mắt hai mí ạ? Đối với mắt hai mí với bác sĩ thẩm mỹ thì phải phẫu thuật và tạo cái liên kết giữa cái cơ nâng mi và da mi để khi chúng ta mở mắt thì sẽ có được cái co rút mí và tạo ra được cái nếp mí. Với những cái phẫu thuật đấy thì nó có khác biệt so với những cái kỹ thuật phẫu thuật khác? Phẫu thuật mí cũng như các phẫu thuật khác thì đòi hỏi về sự chính xác. Tuy nhiên đối với phẫu thuật mí thì cái sự chính xác đòi hỏi rất là cao. Nếu chúng ta sai 1mm thì sẽ tạo ra kết quả thẩm mỹ không tốt và thậm chí là sẽ tạo ra những cái biến chứng, ví dụ như là chúng ta nhắm mắt không có kính và rất là nhiều biến chứng khác. Chính vì thế cái phẫu thuật mí nó đòi hỏi một cái sự chính xác cao hơn. Và còn đối với anh thì sao ạ? Thì anh thấy là cái việc mà về thẩm mỹ đôi mắt hai mí và đôi mắt một mí thì như nào? Mình có thể phân tích nhiều trường hợp khác nhau. Thứ nhất là có những người thì luôn luôn hài lòng với gọi là gương mặt của mình. Có những người thì luôn luôn đi tìm sự hoàn thiện. Ngoài ra có những thứ ảnh hưởng đến tâm lý của mọi người nữa, đấy là xu hướng thời trang rồi những bộ phim vân vân và vân vân. Nhiều cô gái thường là mắt một mí thì sẽ muốn mình mắt hai mí và họ sẽ tìm đến các cái trung tâm hoặc là những thẩm mỹ viện hoặc là các bác sĩ thẩm mỹ để họ tạo hình cho mình thành đôi mắt hai mí. Ngoài ra tôi thấy giải phẫu thẩm mỹ cái quan trọng nữa là giúp có những người có những đôi mắt chưa cân, đúng không ạ? Ví dụ một bên của họ mí ẩn hoặc là mí nhỏ hơn, một bên mí to hơn thì thường sẽ tìm đến những chuyên gia thật là tài giỏi để họ cân lại đôi mắt. Nhưng mà cái tình trạng mình có thể nhìn thấy chung nhất là hiện giờ bây giờ rất là nhiều người thích mắt hai mí. Rõ ràng ngày trước khi mà chụp hình với nhiều người mắt một mí rất là bé. Sau khi mở gọi là làm nhấn mí, cái từ rất là thông dụng chúng ta hay nghe thấy là nhấn mí đúng không ạ? Làm xong thì chụp hình lên hoặc là họ thấy tự tin hơn bởi vì họ có một đôi mắt to hơn. Và đối với mí mắt thì sao bác sĩ có thể chia sẻ những cái kỹ thuật về phẫu thuật với mí mắt thì có những cái kỹ thuật gì ạ? Dù là kỹ thuật gì thì chúng ta phải dựa trên cái nguyên tắc là làm cho cái sự liên kết giữa cái da mi và cơ nâng mi thì lúc đó mới tạo ra được mắt hai mí. Ngày xưa thì phương pháp cũ thì chúng ta thường là luồn một cái sợi chỉ để tạo ra cái liên kết đấy. Tuy nhiên đối với cái công nghệ đấy thì nó làm cho cái nếp mí không được sâu và độ cong vảnh lông mi nó không được tốt. Và lúc đó thì kết quả thẩm mỹ nó không đạt được cao. Và ngày nay thì có những công nghệ mới, chúng ta tạo cái liên kết giữa cái da mi và cơ nâng mi bền chặt hơn và có nhiều liên kết tạo ra sự bền vững hơn. Đó là những cái công nghệ mới nhất của năm 2020 đúng không ạ? Nói đến phẫu thuật thẩm mỹ thì cũng phải nói đến một phần nữa, đấy là rất là nhiều người đam mê và yêu thích phẫu thuật thẩm mỹ nhưng mà lại không tìm được đến những cái cơ sở thẩm mỹ nó uy tín và để lại những cái hậu quả, những cái biến chứng rất là nhiều, giống như là việc mà mí bị sụp này hay là mắt không đều này, còn rất là nhiều vấn đề đấy. Thì trong cái quá trình mà làm việc của bác sĩ thì bác sĩ đã gặp những cái vấn đề phổ biến nào nhất về việc là hậu quả của việc mà phẫu thuật thẩm mỹ không đúng cách? Đối với phẫu thuật thẩm mỹ không đúng cách thì sẽ gây ra nhiều cái hệ lụy.
Hệ lụy đầu tiên đó là không đạt về thẩm mỹ như cái mong muốn của bệnh nhân. Cái hệ lụy thứ hai là có thể gây ra những cái biến chứng, ví dụ như tôi thường gặp đó là bị đứt cơ nâng mi, hoặc là hai nếp mí không đều, hoặc là cái tổ chức hốc mắt bị lấy hết, không còn giữ lại cái tổ chức hốc mắt, và làm cho một cái hệ lụy là rất là kém về mặt thẩm mỹ và thậm chí gây ra những biến chứng. Và có biến chứng nào nguy hiểm đến sức khỏe cũng như là đặc biệt là phải cảnh báo không ạ? Khi mà biến chứng về phẫu thuật, đặc biệt là sau phẫu thuật mắt hay là những bộ phận nào trên khuôn mặt là những cái dễ lộ ra bên ngoài, thì một cái biến chứng là tạo ra một cái tâm lý rất là hoảng loạn đối với bệnh nhân, và đồng thời là tạo ra những cái cú sốc về tâm lý rất là tổn thương. Và đồng thời ngoài những cái biến chứng đó thì còn biến chứng đến mắt, ví dụ như là khô giác mạc, loét giác mạc, và có thể tạo ra mù lòa cho chính bệnh nhân đó. Còn đối với anh Hiếu Anh thì sao? Đối với những cái biến chứng cũng như là cái hệ lụy của việc thẩm mỹ thì nó ảnh hưởng như nào đến với cuộc sống ạ? Có một cái hiện trạng như này, nếu mà bạn để ý trên mạng xã hội, tôi thấy bây giờ mọi người đang quá coi thường với sức khỏe của bản thân. Những cái dịch vụ như là làm mí mắt này, tiêm Botox này, tiêm filler này, mọi người cho rằng đấy là những cái cực kỳ đơn giản mà ai cũng có thể làm được. Nhầm, một người học bác sĩ người ta phải học 6 năm, đúng không ạ, đại học y, cộng thêm vài năm kinh nghiệm để được thực hành trên cơ thể của người. Mọi người cứ cho rằng đây là một cái tiểu phẫu đơn giản, ai cũng có thể làm được. Chúng ta phải nhìn thấy cái hiện trạng là mọi người đang chưa quan tâm đến cái biến chứng của mình sẽ gánh được. Mọi người đang cho rằng đây là một chỉ là một cái tiểu phẫu đơn giản. Vậy thì chúng ta cũng phải làm rõ là không biết là ai được quyền phẫu thuật và làm những cái tiểu phẫu đấy dành cho khách hàng và bệnh nhân của mình ạ? Để phẫu thuật cho bệnh nhân được thì điều đầu tiên là phải là bác sĩ. Điều kiện thứ hai, bác sĩ đó phải được cấp phép hành nghề và phải được cấp phép hoạt động để thực hiện những kỹ thuật trên bệnh nhân. Và trong cái quá trình mà làm việc cũng như là chữa trị cho các bệnh nhân của mình thì anh đã gặp được những cái trường hợp mà phải khắc phục những cái vấn đề về mắt mà bị thẩm mỹ, mí bị lỗi thì như thế nào ạ? Các cái mí mắt thường gặp đó là tình trạng bị đứt cơ nâng mi, hoặc là bị co rút cơ nâng mi, hoặc là nếp mí không đều, hoặc là bị nhắm mắt không kín. Và tất cả những cái trường hợp đó bác sĩ đã từng gặp và phải xử lý. Và đối với những cái trường hợp mà anh vừa nêu trên thì anh sẽ xử lý và có cái cách khắc phục như nào ạ? Đối với những trường hợp đấy thì thường là tâm lý của bệnh nhân rất là nặng nề, và họ rất là lo sợ một cái cuộc phẫu thuật tiếp theo. Điều đầu tiên thì bác sĩ luôn luôn động viên và tạo niềm tin cho họ, và sau đó sẽ đưa ra cái phương án và cái giải pháp cũng như là các cái phương pháp phẫu thuật tốt nhất để hoàn thiện cái đôi mắt, phần nào khắc phục những cái biến chứng và tiến tới cái thẩm mỹ để đưa lại cho bệnh nhân của mình một cái sự an tâm nhất, kết quả tốt nhất. Cái việc mà phải chữa một cái thứ mà đã hỏng rồi ấy, thì nó rất là gặp rất là nhiều vấn đề. Thì không biết là đối với những cái ca phẫu thuật mí mà bị lỗi bị hỏng như thế thì có gặp khó khăn như thế nào? Phẫu thuật thẩm mỹ thì cũng như là thời trang, khi mà chúng ta may một cái chiếc áo mà nó không có đủ cái vải thì chắc chắn là chúng ta sẽ không có một chiếc áo đẹp. Thì trong phẫu thuật thẩm mỹ, lỗi hỏng thì đặc biệt là mắt, thì cái vùng mí mắt nếu như chúng ta thiếu rất là nhiều da hoặc tổ chức thì rất là khó trong việc khắc phục. Ví dụ như thiếu da thì phải ghép da, hoặc là thiếu tổ chức mỡ, hoặc là các cái tổ chức khác thì chúng ta phải bù lại. Và đó là một cái việc rất là khó, như giải một bài toán mà thiếu đi các dữ liệu. Ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng theo chân một bạn trẻ đã từng bị phẫu thuật thẩm mỹ mí mắt hỏng và được khắc phục như thế nào. Mình là Ngọc Quyên, năm nay mình 28 tuổi. Ở hiện mình đang làm việc và sinh sống tại Hà Nội. Hiện nay mình đang là nhân viên marketing và MC của một ngân hàng. Do công việc của mình phải gặp gỡ và giao lưu với rất là nhiều người, nên là đối với mình thì ngoại hình thì là vô cùng quan trọng. Về đôi mắt của mình thì bẩm sinh mắt của mình là mắt hụt mí. Vì muốn xinh đẹp hơn nên là mình đã muốn phẫu thuật thẩm mỹ để có thể có một đôi mắt hai mí. Trong cái thời gian mà mình làm đẹp tại một cơ sở thẩm mỹ tại Hà Nội, ở giá thành rất là rẻ. Sau khi làm xong thì trong 2 tuần đầu thì mắt mình lúc nào cũng bị sưng bầm máu nhức. Mình thực sự thời gian đấy thì mình vô cùng stress nên là đã phải nghỉ làm. Ngọc Quyên sẽ được thăm khám và tư vấn phục hồi lại mí hỏng. Đây
hàng đã phẫu thuật cất đây 4 năm và tình trạng mắt hiện tại của bạn này là hai mí không đều nhau. Và căn cứ vào tình trạng này thì chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật để sửa lại cái nhất mí và khôi phục lại cơ nhất mí cho bạn gái này. Tiến hành đo phần mí mắt và vẽ đường mí mới phù hợp với khuôn mặt. Gây tê vùng mí mắt. Gây tê giúp khách hàng giảm đau, không hề có cảm giác khó chịu trong suốt quá trình thực hiện cắt mí. Bác sĩ sẽ tiến hành loại bỏ phần da trùng và mỡ thừa nơi mí mắt để tạo nếp mí. Thao tác này được thực hiện nhanh chóng, đơn giản và không đau, không sưng hay xâm lấn. Đồng thời, chỉnh sửa lại mí mắt sao cho hai bên mí mắt đều nhau. Vậy là sau khi phẫu thuật, Ngọc Quyên đã có một đôi mắt đẹp, quyến rũ với hai mí cân đều. Chào đón quý vị khán giả quay trở lại với Let's Style Nào Cùng Phong Cách. Và ngay trong trường quay lúc này của chúng tôi đó là bạn Đỗ Quyên, người vừa được bác sĩ Hải Lê đã giúp cho việc phục hồi và sửa chữa về cái mí mắt của đã hỏng của mình ạ. Hiện tại thì đôi mắt của Ngọc Quyên lúc này như thế nào? Bạn có cảm thấy thoải mái cũng như là thấy khắc phục được nhiều so với trước kia không? Vâng, bởi vì là em thì cũng mới phẫu thuật chưa lâu, nhưng mà hiện tại thì mắt mình hiện tại thì là cũng đã nâng mi lên, hình như là cũng rất là cũng đã thoải mái rồi, và hiện tại cũng bị không bị sưng và đau như ngày xưa nữa. Rồi cái chất lượng cuộc sống của mình thì sao, nó có cải thiện nhiều không? Quả thật là khiến cho em cũng tự tin hơn rất là nhiều. Vì ngày xưa khi mà mắt bị hỏng thì là khiến mình rất là tự ti, lúc nào cũng phải che mắt, hoặc là ví dụ như là phải lúc nào phải dùng kính để che bớt đôi mắt lỗi của mình đi. Bây giờ thì nhờ bác sĩ Hải Lê nên là em cũng đã tự tin hơn rất là nhiều rồi. Vậy thì theo anh thì những cái hậu quả biến chứng của việc mà phẫu thuật thẩm mỹ không đúng cách và những cái cơ sở thẩm mỹ đạt tiêu chuẩn ấy, thì nó có thường xuyên phổ biến bị gặp tình trạng như này không ạ? Hiện nay thì rất là nhiều biến chứng tại vì các cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép, cũng như là thực hiện bởi những bác sĩ không có kinh nghiệm và không được cấp phép hành nghề. Chính vì thế những cái biến chứng thường gặp rất là phổ biến như thế này. Và về đối công nghệ mà anh sử dụng đối cho bạn Ngọc Quyên ấy, thì là cái công nghệ như nào và nó có cái ưu điểm gì ạ? Đối với những cái mí lỗi hỏng như ở bạn Quyên đây thì bác sĩ sẽ sử dụng kinh nghiệm và các cái kỹ thuật để khắc phục cái mí lỗi hỏng đó, bao gồm rất là nhiều kỹ thuật phối hợp với nhau chứ không phải là một đơn thuần là một kỹ thuật. Và kỹ thuật đó ví dụ như là chúng ta sẽ bù lại các cái tổ chức thiếu hụt ở hốc mắt như là tổ chức mỡ, hoặc là nối lại cái cơ nâng mi hoặc cân chỉnh lại cái cơ nâng mi bị cường, và các cái tổ chức sơ sẹo bên trong bị co dính và co rút. Sẽ giải phóng các cái khối sẹo như vậy. Ưu điểm của kỹ thuật này thì đó là một cái sự phối hợp rất là nhiều kỹ thuật, và đồng thời là giảm cái thời gian phục hồi sau phẫu thuật, làm cho cái thời gian hậu phẫu ngắn hơn và bệnh nhân phục hồi nhanh hơn, và đồng thời có một cái kết quả thẩm mỹ tốt hơn. Và sau khi mà phẫu thuật như thế thì không biết là bệnh nhân cần phải có những cái lưu ý gì và có những cái điều gì mà cần chú ý không ạ? Sau phẫu thuật mí mắt xong thì thường mắt sẽ sưng và cái độ nhắm mắt là không kín trong thời gian đầu, vì là sưng và kết hợp với những cái sơ sẹo trước đó và bác sĩ vừa phẫu cắt bỏ. Thì lưu ý là sau đó chúng ta cần phải bảo vệ mắt bằng như là tra nước nhỏ mắt, nước mắt nhân tạo, hoặc là những cái phương pháp bảo vệ cho mắt, ví dụ như là đeo kính để tránh những cái bụi. Đồng thời là vệ sinh vết thương thì thời gian hồi phục sẽ nhanh hơn và tránh những cái biến chứng. Đối với những cái hậu phẫu sau khi mà mình giải quyết các cái khắc phục về mí mắt thì cần thời gian phục hồi là bao nhiêu lâu để trở lại bình thường ạ? Thời gian phục hồi sau phẫu thuật thẩm mỹ mắt thì chúng ta phải hiểu là mí mắt là một cái tổ chức rất là mỏng và rất là nhạy cảm, rất là nhạy cảm. Chính vì thế dù chúng ta có thể khóc thì mí mắt đã sưng lên. Chính vì thế khi chúng ta phẫu thuật thì không tránh được tình trạng sưng. Sự thời gian phục hồi đó phụ thuộc vào từng cơ địa và quá trình tổn thương của mí mắt. Nếu như chúng ta phẫu thuật mà bình thường và không phải khắc phục biến chứng thì thời gian phục hồi rất là nhanh. Khoảng vài tuần là chúng ta có thể trở lại đôi mắt gần như bình thường. Tuy nhiên đối với mắt lỗi hỏng như Quyên đây thì trường hợp đó thì bác sĩ chúng tôi phải can thiệp rất là nhiều kỹ thuật và đòi hỏi cái thời gian phẫu thuật lâu. Chính vì thế thì sau phẫu thuật nó cũng khá là sưng. Thời gian phẫu thuật dài như thế thì làm cho mắt sẽ sưng nề hơn. Chính vì thế thời gian phục hồi cũng sẽ lâu hơn. Tuy nhiên là trung bình vào khoảng độ 3 tháng thì mắt có thể trở về gần như bình thường.
Và sau khoảng 6 tháng thì các cái sẹo, tổ chức sẹo sẽ mềm hơn và mí mắt bình thường. Còn đối với anh thì sao ạ? Không biết là anh có cái lời khuyên dành cho các vị khán giả đang muốn phẫu thuật cũng như là phải lưu ý gì không ạ? Điều đầu tiên chúng ta cần phải tìm đến trước khi làm thẩm mỹ hoặc là phẫu thuật hoặc là thực hiện một dịch vụ y tế gì, chúng ta phải tìm đến bác sĩ. Và bác sĩ đó phải có giấy phép hành nghề về và có kinh nghiệm về lĩnh vực đó. Khi mà bác sĩ có kinh nghiệm thì chỉ ít bác sĩ cũng sẽ hạn chế đến thấp nhất các cái biến chứng và kiểm soát các cái biến chứng. Tuy nhiên là các biến chứng đó trong y khoa thì không thể tránh được. Tuy nhiên là cái biến chứng đó ở cái mức thấp nhất và bác sĩ đó họ có kinh nghiệm nên họ kiểm soát được biến chứng và xử lý được biến chứng khi mà không may biến chứng đó xảy ra. Và đặc biệt là phải lựa chọn một cái cơ sở thẩm mỹ uy tín để có thể an tâm để giúp cho đôi mắt mình khỏe hơn, đúng không ạ? Cảm ơn hai vị khách mời ngày hôm nay đã đến với chương trình Nào Cùng Phong Cách, và hy vọng là thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng ta đã có thêm những kiến thức về giải pháp và các cái cách thức để khắc phục mí mắt bị hỏng, bị lỗi, và đặc biệt là những cái phương pháp để giúp chăm sóc cho mắt chúng ta lúc nào cũng khỏe, cũng đẹp và đảm bảo được an toàn, thì chúng ta nên lựa chọn và tìm kiếm đến những cái địa chỉ uy tín. Và phần cuối chương trình ngày hôm nay, hãy cùng đến với Let's Go Nào Cùng Dịch Chuyển.